Dung của bài tập số 1 như sau. Tìm số có hai chữ số, biết tổng hai chữ số của số đó bằng 14. Các con nghe lại này, yêu cầu của bài toán là tìm số có hai chữ số, biết tổng hai chữ số của số đó bằng 14. Vậy để giải được bài toán này, chúng mình phải làm như thế nào? Các con hãy suy nghĩ và tìm ra kết quả đúng các con nhé. Các con đã hoàn thành bài được chưa nào? Chúng ta hãy cùng quan sát bài giải với cô. Yêu cầu của bài là tìm số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 14. Vậy thì các con hãy đi tìm cặp hai chữ số có tổng bằng 14. Đó là những cặp chữ số nào? Vì hai chữ số, mỗi chữ số của một hàng nó chỉ từ 0 cho đến 9 thôi. Vì vậy, ta phải tìm các cặp có tổng bằng 14. Đó là những cặp sau. Các cặp chữ số có tổng là 14 là cặp thứ nhất là 9 và 5. Hai chữ số thì nó chỉ có hàng chục và hàng đơn vị đúng không nào? Như vậy thì các con thấy hàng chục thì từ 1 cho đến 9. Còn hàng đơn vị thì từ 0 cho đến 9. Vì vậy cặp thứ nhất ta có là 9 và 5. 9 cộng 5 bằng 14. Cặp thứ hai 8 và 6. 8 cộng 6 cũng bằng 14. Cặp thứ 3, 7 và 7. 7 cộng 7 cũng bằng 14. Ngoài 3 cặp này thì các con còn tìm được cặp nào khác nữa không? Chắc chắn là không tìm được nữa rồi. Chúng ta chỉ có duy nhất 3 cặp, 3 cặp này. Đó là cặp 9 và 5, cặp 8 và 6, cặp 7 và 7 có tổng các chữ số của nó bằng 14 và cụ thể là tổng hai chữ số cộng lại bằng 14 các con nhé.